Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương. Tại các điểm cầu có sự tham dự của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với hơn 3.000 cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2022, các đại biểu khẳng định công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 61,6 nghìn tổ chức đảng và gần 335 nghìn đảng viên, giám sát hơn 74,5 nghìn tổ chức đảng và gần 194 nghìn đảng viên, thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và hơn 21,7 nghìn đảng viên. Các số liệu này đều tăng hơn so với năm 2021, phản ánh sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong năm 2022 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm thực hiện trong năm 2023, như tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục quán triệt phương châm, giám sát phải mở rộng để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.